Vâng, con Lê Thanh Minh Tùng xin kính chào mọi người. Thì hôm nay Minh Tùng làm cái clip này là công bố đợt 1 kết quả của các cô chú và anh chị tham dự tiếng hát online 2021 của ban tổ chức nhóm Chính Nghĩa tổ chức. Thì bây giờ là 2:45 hai mọi người, bây giờ là 2:45 ngày 19 tây tháng 2 năm 2021. Bây giờ hay nhắc lại, bây giờ là 2:45 à, 2:48 thứ sáu ngày 19 tháng 2. Thì bây giờ Minh Tùng tổng đợt 1, thì bây giờ lời đầu tiên là con Minh Tùng xin chân thành cảm ơn các cô chú anh chị và mọi người đã cùng nhau tham gia cuộc thi tiếng hát online 2021 này, và đặc biệt là cảm ơn ban tổ chức đã tổ chức cuộc thi này, và cảm ơn năm thành viên ban giám khảo. Nói chung là cảm ơn tất cả mọi người, ban tổ chức, thành viên ban giám khảo và các thí sinh dự thi. Thì nói chung là phải có cơ cấu tổ chức, cơ cấu thí sinh, cơ cấu giám khảo thì mới tạo nên một cuộc vui. Thì đây là một cái cuộc vui chơi đầu năm, thì chúng ta chỉ vui chơi và xem như xem đây là một cái nơi giao lưu, chứ chúng ta đừng đặt nặng quá vào vấn đề giải thưởng hoặc là như thế nào đó. Rồi bây giờ Minh Tùng, bây giờ Minh Tùng sẽ đọc đọc hết tất cả những cô chú và anh chị đã gửi bài thi cho Minh Tùng, mà tính tính đến thời điểm 10 giờ, tức là 22 giờ ngày 18 tháng 2, 22 giờ ngày 18 tháng 2 là 10 giờ tối ngày hôm qua, thì Minh Tùng sẽ đọc đọc tên những người mà Minh Tùng đã nhận bài thi và chuyển bài thi qua cho ban tổ chức rồi. Bây giờ Minh Tùng sẽ đọc nha mọi người ha, đọc tên những người mà Minh Tùng đã chuyển bài thi cho ban tổ chức rồi đó. Tính tới những người mà Minh Tùng đã nhận nhận tới thời điểm là 22 giờ 18 tây tháng 2 và đã chuyển cho ban tổ chức rồi. Thì bây giờ là anh Trần Quy Chính nè, Zalo Trần Quy Chính ở Na Uy, số điện thoại cuối là 792. Anh này có cái nick YouTube là Biển Xanh. Anh này dự thi là bài Hà Nội mùa vắng những cơn mưa. Lộn, anh này có tên là Zalo Biển Xanh nhóm chứ. Biển Xanh nhóm. Ủa, Biển Xanh nhám hay Biển Xanh nhóm? Thông cảm cho anh em nghe, anh Chính nhiều khi em viết ẩu quá, em đọc em viết lẹo quá, em đọc không ra nữa. Anh Trần Huy Chính. Rồi, Zalo Thủy Nguyễn, số điện thoại cuối 492, đăng ký bài Nắng Có Còn Xuân. Zalo Tiết Mai, tự là Mai Quỳnh, cô này đăng ký bài Không Tên Số 2. Zalo Hiền Đinh, có YouTube là Hiền Đinh Thị, cô này tên Hạnh, số điện thoại cuối là 522. Cô này đăng ký bài Qua Cơn Mê. Rồi, Zalo Biển Nhớ, tên là Trương Thị Diệp, sinh năm 1985, dự thi bài hát Đất Nước. Zalo Hoài Hương, YouTube Hoài Hương, Người Hãy Quên Em Đi. Zalo Quốc Dũng, số điện thoại cuối 772, có YouTube là Quốc Dũng, dự thi bài hát là Tình Quế. Zalo Mây Mưa Hà Lan, có tên là Đoàn Thị Lan, sinh năm 1956, số điện thoại cuối là 638. Có cái YouTube là Nguyễn Hoàng, đăng ký bài hát Sợi Nhớ Sợi Thương. Rồi Zalo Mary Nguyễn, số điện thoại cuối là 160.
có kênh YouTube là Jody Nguyễn với bài hát thi và dự thi là Việt Nam quê hương tôi. Zalo Fairriver là có tên là cô Ngọc Toàn, số điện thoại cuối là 782, dự thi bài hát Hai Đầu Nỗi Nhớ. Zalo Thịnh Nguyễn với bài hát Em Đã Thấy Mùa Xuân Chưa. Zalo Zalo Dung Huỳnh có tên là Quỳnh Thị Ngọc Dung, 67 tuổi, có cái kênh YouTube là Dung Quỳnh Cuộc Sống Của Tôi, dự thi bài hát Khát Vọng. Đặc biệt cô này là người khuyết tật và cái kênh của cô làm về chủ đề ẩm thực, thì đây là có thể nói riêng cái cô này là cho mình, bản thân riêng Minh Tùng và cũng nhiều người khác có thêm cái nghị lực sống trong xã hội. Là cô tuy là một người khuyết tật nhưng cô rất là vươn lên trong cuộc sống, rất là nỗ lực trong cuộc sống. Cô đã làm kênh YouTube của cô và cô lại diễn hát trong cái chương trình này, có thể là gọi là một người đầy sức sống, đầy năng lượng để cho bản thân Minh Tùng và những người khác học hỏi. Tiếp theo nữa là Zalo Hồng Anh, cô này tên là Yên ở Hải Phòng, cô này dự thi bài hát Trở Về Cát Bụi. Zalo Công Quỳnh còn có tên là Quỳnh Quốc Công, anh này có YouTube là Công Quỳnh, số điện thoại cuối là 910 với bài hát dự thi là Mùa Xuân Trên Thành Phố Hồ Chí Minh. Zalo Hương Hoàng, chủ kênh ca nhạc Hương Hoàng, số điện thoại là 422 với bài hát dự thi là Sớm Đêm. Zalo Vô Nhiễm có tên là Tuyết Hà, số điện thoại cuối là 202 với bài thi sao cái này mình ghi thiếu rồi ta. Rồi Zalo Hòe Hòa có tên là Mai Thanh Hòa, có kênh YouTube là Hòa Bi Hòa Bye Boy với bài hát dự thi là Nhớ Nhau Hoài. Zalo Minh Quý có tên là Trường Quý, số điện thoại là 007, vừa có kênh YouTube là Minh Quý với bài dự thi là Người Là Niềm Tin Tất Thắng. Zalo Xin Gum Cai có tên là Nguyễn Thị Thảo với bài hát dự thi là Mình Yêu Nhau Đi. Zalo Lục Nhân Hỏa có tên là Lê Kim Huệ và số điện thoại cuối 715. YouTube có kênh của YouTube là Anh Hoàng với bài hát dự thi là Cánh Thiệp Đầu Xuân. Và cũng là Zalo của Luật Nhân Quả này, cô thêm một bạn thi trong cái gửi bài thi trong cái Zalo này là bạn Phạm Hùng có số điện thoại 508 với kênh YouTube là Hùng Phạm với bài hát dự thi là Em Về Với Người. Thì những cái tên mà Minh Tùng vừa đọc xong là mình là chốt tới 22 giờ ngày 18 đây tháng 2, thì những là 10 giờ tối ngày hôm qua á, 10 giờ tối ngày 18 đây tháng 2 là những người mình vừa đọc tên xong là đều đã chuyển qua cho ban tổ chức nghe rồi. Thì như vậy là trong như giờ các bạn đã nghe rồi đúng không, là mình đã nhận bài rồi và chuyển qua ban tổ chức rồi. Thì trên cái kênh của anh Chí, ảnh đã cho phát những cái bài mà giám khảo đã chấm điểm rồi và cũng đã tổng điểm rồi. Thì bây giờ Minh Tùng sẽ đọc lại cái số điểm tổng thôi cho những người mà đã có điểm tổng rồi. Tính tới những người mà Minh Tùng nhận nha, nhờ những người Minh Tùng nhận á, nhận bài á, tính tới thời điểm 10 giờ ngày 18 tháng 2, 10 giờ tối á, thì Zalo Thủy Nguyễn á là điểm tổng là 86 điểm. Zalo Tuyết Mai tổng điểm là 83,75 điểm. Zalo Trần Huy Chính tổng điểm là 92,25 điểm. Zalo Quốc Dũng tổng điểm là 90,75 điểm. Zalo Mây Mưa Hà Lan tổng điểm là 83,25 điểm. Zalo Biển Nhớ tổng điểm là 81,75 điểm. Zalo Hoài Hương tổng điểm là 91,75 điểm. Zalo Fairscriber tổng điểm là 81,25 điểm. Zalo Dung Huỳnh tổng điểm là 91,05 điểm. Zalo Thịnh Nguyễn tổng điểm là 85,05 điểm. 85,5 điểm.
Rồi còn tất cả những người còn lại là Minh Tùng đã gửi 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 bài đi rồi, nhưng mà bên ban tổ chức là chưa có tổng hợp điểm kịp, và ban giám khảo cũng chưa có chấm xong rồi, nhưng mà chưa tổng hợp điểm kịp, mong anh chị và mọi người thông cảm. Còn hai cô nữa là cô họa sĩ Đinh Văn Hoa, thì cô họa sĩ Đinh Hoa này tổng số điểm là 85,5 điểm, và bạn của cô họa sĩ Đinh Văn Hoa này là cô họa sĩ Hà Khanh, tổng số điểm là 92 điểm. Như vậy là tính tới thời điểm nãy giờ Minh Tùng đọc số điểm và những người đã đăng ký, những người đã gửi bài thi cho Zalo Minh Tùng, là Minh Tùng đã đọc tính tới thời điểm 10 giờ tối ngày 18 tháng 2. Những người mà chưa đọc điểm á, là đã chuyển rồi nha, chuyển rồi, nhưng mà ban tổ chức chưa có kịp tổng hợp điểm. Rồi bắt đầu từ 10 giờ từ 10 giờ tối ngày 18 tây tháng 2 tới 3 giờ sáng ngày 19 tây tháng 2 là hiện bây giờ, thì Minh Tùng có nhận thêm một số bài nữa, thì bây giờ Minh Tùng đọc luôn. Nhưng mà những bài này thì Minh Tùng chưa có gửi, tại vì mình nhận lúc mình đi làm về là 11 giờ khuya đó, mình đi làm về 11 giờ khuya thì mình nhận thêm 1 2 3 4 5 6, mình nhận thêm 6 người gửi bài cho mình nữa, và mình cũng đã mình chưa gửi cho ban tổ chức. Nhưng mà sáng ngày hôm nay thì 7 giờ sáng bắt đầu mình sẽ gửi cho ban tổ chức để ban tổ chức làm việc đó. Thì bây giờ bắt đầu từ 10 giờ tối ngày 18 tây tháng 2 đến 3 giờ sáng, 3 giờ sáng là bữa nay nè, 3 giờ sáng ngày 19 tây tháng 2 thì mình nhận thêm 6 người nữa trên Zalo của Minh Tùng, đó là Zalo Cà Phê Sữa Hoa Trần, có kênh YouTube Hoa Mặt Trời với bài Gánh Mẹ Bài Quê Hương, Zalo Phạm Thị Huệ có Phan Thị Huệ có số điện thoại cuối là 362, có tên là Phan Huệ với bài hát Nắng Vẫn Còn Xuân, Zalo Tiết Nhung có tên là Nguyễn Tiết Nhung, số điện thoại cuối 543, với kênh YouTube Tuyết Nhung với bài dự thi là Ngợi Ca Quê Hương Em, và Zalo Ban Nhạc Zalo có tên là Zalo dân người này là dân tộc, và cái thí sinh này là dân tộc Khmer, có tên có kênh YouTube là Zalo TV, số điện thoại cuối là 164 với bài thi hát là Đôi Chân Trần. Thì tới 3 giờ sáng ngày hôm nay Minh Tùng có nhận thêm 6 người nữa. Rồi như giờ mình là cái tổng hợp tính tới bây giờ là 3 giờ sáng ngày 19 tháng 2 nha. Thì trong cái phần nhận bài của Minh Tùng á, có hai người mình đáng lưu ý nhất là cô Dung Huỳnh, là một người khuyết tật đó. Đây là cái cô thì có thể gọi là, như Minh Tùng đã nói hồi nãy là sẽ cho chúng ta một cái thúc đẩy cho chúng ta một cái nghị lực sống mạnh mẽ hơn. Và thêm một trường hợp nữa là cái một trường hợp nữa là anh Gia Lô, anh này là người dân tộc Khmer. Thì chúng ta thấy là coi như là kết nối mọi miền trên đất nước. Thì Minh Tùng nói như thế này có nghĩa là kênh của anh Chí đã làm rõ, ta đã làm rõ là giám khảo chấm mỗi người là điểm như thế nào rồi tổng hợp lại. Còn Minh Tùng thì không có phát, không có làm lại như anh Chí, sẽ rất là mất nhiều thời gian cho mọi người. Thì mọi người có thể nghe lại kênh của anh Dr. Chí là phân tích rất rõ. Còn Minh Tùng là chỉ tổng hợp lại rồi đọc cho mọi người nghe. Nhưng mà ở đây nói như vậy, nói như vậy nè, Minh Tùng là nó nói cho rõ như vậy, là cái việc mà chấm điểm là của 5 thành viên ban giám khảo, thì công việc của họ rất là cực, họ phải nghe từng người hát rồi họ cho điểm. Rồi cái công việc người thứ hai á, cực hơn nữa, đó là anh Dr. Chí, là anh phải ngồi nghe hết toàn bộ tất cả các bài hát rồi anh tổng hợp lại. Cho nên là Minh Tùng thì có thể gọi là
cũng nằm trong ba tổ chức, nhưng mà Minh Tùng là phụ họa thôi mọi người. Tùng không phải là một nhân vật gọi là tài ba, tài giỏi và khá hay trong câu chuyện này nha. Câu chuyện này nếu mà nói người mà đóng góp gọi là hết sức mình, gọi là hết sức luôn á, gọi là tổng hợp hết tất cả luôn là anh Tóc Tô Chí. Còn mình thì mọi người thấy rõ ràng là bây giờ 3 giờ sáng mới ngồi làm tổng hợp, mà tổng hợp các mà tổng hợp đâu có tổng hợp gì đâu, toàn là anh Chí anh Đọc, anh làm xong hết rồi mình ngồi mình ghi lại đó, thì mình cũng không gọi là quá hay nha. Tánh Minh Tùng thì có sao nói vậy đó, ví dụ như mấy mấy cô chú anh chị và mọi người gửi qua cái Zalo á, thì ví dụ như mình mở điện thoại mình lên ở cái Zalo đó tên gì, gửi thư bài gì thì mình sẽ ghi vô vô trong này đó, ghi vô trong này. Rồi cái nào mình chuyển rồi thì mình sẽ đánh dấu vô là mình đã chuyển cho ban tổ chức đó, rồi mình chỉ có nhiêu đó thôi. Mình nhận bài rồi mình chuyển cho ban tổ chức, rồi cái đầu bài nào mình chuyển rồi thì mình đánh dấu vô đó. Rồi trong cái thời gian mà thí dụ như mình không đi làm á, mình ngồi ở một chỗ á, thì lúc mà mình chuyển bài qua ban tổ chức chấm liền thì mình sẽ ghi số điểm như vậy đó, mọi người thấy số điểm không đó, số điểm cho nhiều ghi mình ghi như vậy. Nhưng mà có những người, nhưng mà có những lúc mình đi làm ban, những lúc mình đi làm nó như vậy nè, những lúc mình đi làm thì những lúc ban giám khảo chấm điểm mình không biết bao nhiêu điểm nó ghi đó, thành ra khi mà có cái số điểm tổng này nè, khi có cái số điểm tổng này là do anh Tóc Tô Chí, anh Chí anh làm, thì có thể nói trong cái công việc này là anh Chí là một người rất là gọi là gánh gánh luôn cả cho Minh Tùng. Thì em Lê Thanh Minh Tùng xin chân thành cảm ơn anh Chí. Và anh Chí, nói chung là anh là một người lớn, anh cũng đã gánh rất nhiều công việc cho em út Minh Tùng. Thì nếu cái cuộc thi này thành công, thành đạt, gọi là thành công về mọi mặt, thì đầu tiên là cảm ơn ban tổ chức đã tạo ra một cuộc vui cho toàn thể cộng đồng mạng xã hội. Thứ hai là cảm ơn ban giám khảo đã chấm thi, và cuối cùng là cảm ơn riêng cá nhân nha, nói về một cá nhân thôi, thì Minh Tùng cảm ơn anh Chí rất là nhiều, vì anh Chí đã gánh hình như là khoảng 70% công việc cho Minh Tùng. Rồi bây giờ Minh Tùng nói gì đó cho mọi người hiểu ha. Rồi bây giờ khi mọi người xem cái clip này xong thì cứ việc gửi bài tiếp tục qua Zalo Minh Tùng, và Minh Tùng sẽ chuyển cho ban tổ chức và tiếp tục tổng hợp lại cho mọi người. Rồi vâng, con Lê Thanh Minh Tùng xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe.